Đặng ruồi. Xài đi rồi. Thoải mái. Cái đấy không cần phải hỏi. Thì cái gì? Chú còn nghe ra là nó bảo sạc điện thoại, cô còn chẳng biết nó bảo cái gì nữa. Khi mình nói thấy phần miệng của bạn này thì má phết. Bạn này là bạn này đang có điện thoại đúng không? Vâng. Mua điện thoại chưa? Chưa. Giờ nhớ là không có điện thoại. Là sao? Cô học văn hóa à? Văn hóa lại tốn tiền đi. Đi học ở Mường Nhé là học cái gì? Học nghề ở Mường Nhé. Đấy cũng có à? Thế là ấy là các ở trường cấp 3 là nó đã chuyển về đây rồi. Người yêu nó ở Mường Nhé mà. Nên là nó không thích đi học ở đây đâu. Có khi mấy đứa lại bỏ về thôi mà bà này. Nó có người yêu ấy, nó không thích học đâu. Thấy thằng kia đợt trước cũng thế. Đợt trước có cái thằng gì nhỉ? Thằng gì nhiều mụn nhỉ? Tên tự nhiên quên mất tên nào. Tết sau ông... Không, ở Mường Nhé chứ. Thằng Vinh khác, còn một thằng nữa cơ. Một thằng ở Mường Nhé. Một thằng nhiều mụn này. Sao... Về lấy vợ đây. Về với tình yêu đây. Mấy triệu bạc. Tính là tình yêu bọ chít của các anh, các chị chán. Mấy tạ thóc của bố mẹ đấy. thì thuê mỗi quả taxi đi về thăm người yêu hết mấy triệu, 6 triệu à? Không, lên đấy chắc chỉ 2-3 triệu thôi nhỉ. Đúng là tình yêu vợ chít thật. Không được cậy đấy nha. Vâng. Cậy nó viêm lên, nó đau này đấy. Bố mẹ không mua cho này. Bố mẹ không mua. Bố mẹ không mua cho. Mua cái điện thoại rằng mấy triệu chứ phải ít tiền thôi. Nhỉ? Yeah. Rồi. Thằng này đang cái cục bên này đang bị viêm ác này. Đây này. Cả một khô này đang viêm. Còn nó đó, đây là tí nữa là xử lý cái bọn viêm xong. Cậy hết cái bọn đồ đen đi tí nữa. Bọn viêm. Nó là cái bọn viêm này. Người ta nhả hết cái bọn đồ đen này. Cậy nữa để lúc nào nó nhiều mụn thì đi cùng các bạn ra nặn nhá. Thế này con nặn con cậy nó viêm hết lên, sưng hết mặt này. Chưa nó sởi nó cứ bị. Thằng này một tháng làm sao nhiều thế nhỉ? Một tháng nặng sao nhiều thế? Thì nó bảo một tháng này, chắc phải đôi tháng rồi chứ nhỉ? Làm đi nhé, có chịu được không? Có.